Trước khi đi vào câu chuyện ngày hôm nay, hãy cùng theo dõi video Lionel Messi đang chụp ảnh cùng với một mỹ nhân. Với những người nghiện chụp ảnh, thì có lẽ ta có thể thấy cái tay của Messi đặt không được đúng chỗ cho lắm, có thể nói là hơi hèn. Một video khác, khi Messi đang gãi lưng khởi động chuẩn bị cho một trận đấu của đội tuyển Argentina, thì từ đâu một nữ khán giả lao vào nhanh như diều hâu bắt gà nhép. Messi cũng không vừa, nhanh như cắt né được cái ôm từ cô gái ấy. Chưa kịp định thần thì một cô gái khác lại xông vào. Rất may, lần này đã có anh cảnh trợ giúp. Đúng là hú hồn chi mén. Tất nhiên, Lionel Messi có lý do để tránh xa những người phụ nữ khác, bởi anh thừa biết rằng những khoảnh khắc ấy hoàn toàn bị cái nóc nhà Antonella nhìn thấy. Léng phéng cái là tối về xuống gầm giường mà ngủ chứ chẳng chơi. Nói đùa vậy thôi, chứ Messi không hề sợ vợ. Anh làm như vậy bởi đơn giản anh rất yêu Antonella và không muốn làm gì có lỗi với cô ấy. Chuyện tình của Lionel Messi và Antonella Roccuzzo cho đến lúc này luôn là một mối tình thơ mộng và cổ tích bậc nhất trong giới túc cầu. Nhà Messi và Antonella chỉ cách nhau có một khu phố và Messi biết Antonella từ lúc mới 5 tuổi nhưng ít có cơ hội tiếp xúc. Mối lương duyên kỳ diệu chỉ thực sự bắt đầu vào năm 1996, khi ấy Lionel Messi lên 9 tuổi. Messi thân nhất với cậu bạn Lucas Caglia, người chơi bóng cùng với anh trong đội trẻ Newell's Old Boys. Lucas Caglia lại là anh họ của Antonella, nên từ chỗ chỉ chạm mặt nhau trên phố, Messi và Antonella có cơ hội gặp nhau và đi chơi thường xuyên hơn. Mặc dù vậy thì giữa Messi và Antonella vẫn tồn tại một cách biệt không hề nhỏ. Dù đều thuộc tầng lớp trung lưu ở Rosario, nhưng gia đình của Messi khó có thể sánh được với nhà Roccuzzo thời bấy giờ. Bởi bố mẹ của Antonella là chủ một siêu thị khá lớn, còn bố mẹ của Messi chỉ là những công nhân bình thường. Nhìn thôi là cũng thấy không môn đăng hậu đối rồi. Chưa kể khi đó Messi đang còn mắc bệnh thiếu hụt hormone tăng trưởng bẩm sinh, dẫn tới ngoại hình thấp bé hơn rất nhiều so với những đứa trẻ đồng trang lứa. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do để cậu bé Lionel Messi năm nào, dù đã thầm thương trộm nhớ Antonella, vẫn không mảy may tiết lộ bí mật này với bất cứ ai, kể cả là cậu bạn thân Lucas. Anh chỉ âm thầm viết thư cho Antonella, trong đó có một lời hứa, một ngày nào đó tớ sẽ là bạn trai của cậu. Năm 2000, Messi xa rời quê hương, xa gia đình và bạn bè để sang Barcelona ăn tập trong lò đào tạo trẻ La Masia. Còn Antonella vẫn ở quê nhà miệt mài đèn sách. Messi ra đi cùng với niềm đam mê với bóng đá và tình yêu cháy bỏng dành cho Antonella. Thế nhưng chẳng ai ngờ đó không chỉ là quyết định mang tính then chốt đối với cuộc đời anh, mà còn là bước ngoặt trong tình cảm của hai người. Những năm tháng tại lò La Masia, cậu chàng Messi vừa phải tập bóng, vừa điều trị căn bệnh thiếu hormone tăng trưởng. Chàng trai trẻ vừa phải lo nghĩ về bệnh tật, vừa phải cố gắng chơi bóng thật tốt. Thế nên dù vẫn yêu đơn phương Antonella say đắm, nhưng Messi lại có quá ít thời gian để nghĩ về cô. Nhưng chớ trêu thay, ở quê nhà, Antonella lại phải lòng thằng mặt lờ nào đó, cũng là một người hàng xóm ở Rosario. Suốt 3 năm trời, người ở cạnh Antonella không phải là Messi, mà lại là người đàn ông ấy. Bước ngoặt xảy ra vào năm 2005, khi đó thì Messi đang dần khẳng định mình là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất thế giới. Messi hay tin về sự việc đau lòng của Antonella, đó là người bạn thân của cô vừa qua đời vì tai nạn giao thông. Anh ngay lập tức bay về Argentina để ở bên động viên Antonella. Đó là Antonella cảm nhận được tình cảm chân thành mà Messi dành cho mình, và nó thật sự khiến cô rung động. Tuy nhiên, trong thời gian đó, Messi đã phải lòng một cô gái khác tên là Macarena Lemos. Siêu mẫu người Argentina này đã tự lên tiếng tự nhận mình mới là tình đầu thực sự của Messi. Macarena cho biết cô làm trái tim Messi rung động thực sự hồi anh 18 tuổi, còn cô mới 14 tuổi. Người đẹp tóc vàng này cho rằng thứ tình cảm trước đó giữa Messi và Antonella mới chỉ là thứ tình cảm con nít, chứ chưa phải là tình yêu đúng nghĩa. Macarena kể cô và Messi yêu nhau không đến được với nhau là do vấp phải sự phản đối của mẹ Messi, bà Celia. Hồi ấy do sợ chuyện yêu đương sớm với Macarena sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới sự nghiệp thi đấu của Messi, nên bà Celia ra sức phá đám chuyện tình cảm giữa hai người. Macarena tiết lộ có lần phát hiện cô trong siêu thị, bà Celia đã cầm ngay lấy một chiếc chảo rán định phang thẳng vào mặt cô. Từ vụ ấy, Macarena sợ chạy mất dép luôn. Phải đến năm 2007, khi Messi trở về quê nhà để cùng với Argentina tham dự Copa America, Antonella đã quyết định chấm dứt mối quan hệ với anh bạn trai kia. Nhận thấy đèn xanh đã bật, Messi đã tấn công để giành lấy Antonella. Một nguồn tin thân cận với Antonella tiết lộ: hôm đó đi chơi cùng chúng tôi, Antonella cứ lăm lăm trên tay chiếc điện thoại BlackBerry. Hồi đó nó là món đồ cực sang chảnh. Antonella không tiết lộ gì về mối quan hệ với Leo cả.
Nhưng khi biết được chiếc BlackBerry ấy là món quà tặng từ Leo, thì ai cũng ngầm hiểu rằng Antonella và Leo đã trở thành một cặp. Bạn trai cũ của Antonella dù rất chua chát, nhưng sau này thì anh ta vẫn phải thốt lên rằng ít nhất thì cô ấy đã bỏ tôi để chạy theo Messi, chứ không phải là một gã ớt ơ nào trên phố. Ngày 15 tháng 7 năm 2007, Argentina để thua 0-3 trước Brazil trong trận chung kết Copa America. Tuy nhiên, nỗi buồn của Messi đã được dịu bớt đi phần nào khi chỉ đúng 5 ngày sau, Antonella đã chấp nhận lời yêu của Lionel Messi. Lúc bấy giờ, Messi đang là hiện tượng của bóng đá thế giới, được người hâm mộ tại Argentina ví như truyền nhân của Diego Maradona. Họ âm thầm yêu nhau gần 3 năm trước khi công khai ở thời điểm World Cup 2010 diễn ra tại Nam Phi. Bạn gái của Messi là siêu mẫu, ca sĩ hay diễn viên? Không, tên cô ấy là Antonella. Báo chí Tây Ban Nha thể hiện sự bất ngờ bởi Messi với vị thế cầu thủ hàng đầu thế giới lại dành tình cảm cho một cô gái ở quê nhà Argentina. Từ 2009, Antonella quyết định dọn sang Barcelona để ở cạnh Messi. Tháng 6 năm 2012, Antonella khiến cho làng túc cầu dậy sóng khi tuyên bố đang mang thai con trai đầu lòng cùng với Messi. 3 năm sau, cả Messi và Antonella cùng xác nhận đang háo hức đón em trai của Thiago, đặt tên là Matteo. Đến 2017, Messi tuyên bố tổ chức hôn lễ cùng với Antonella, đánh dấu mốc 20 năm kể từ lần gặp nhau đầu tiên của cả hai. Và một năm sau, cả hai đã có thêm một cậu con trai nữa, đặt tên là Ciro. Nhìn vào gia đình của Messi và Antonella cùng với ba cậu quý tử, hẳn nhiều người không khỏi ghen tị về sự hạnh phúc của họ. Không quá ồn ào hay là thường xuyên xuất hiện trên truyền thông, thế nhưng chính những sự bình dị đó mới thật sự khiến cho tất cả ngưỡng mộ. Từ khi còn là một cậu nhóc 9 tuổi cho đến khi là một người đàn ông trưởng thành, với Lionel Messi, Antonella luôn có một vị trí vô cùng quan trọng. Còn nhớ trong buổi lễ trao giải quả bóng vàng 2021, khi Antonella cùng với Messi và ba cậu con trai đang chụp ảnh, một người đàn ông đã yêu cầu Antonella đi ra chỗ khác. Nhưng khi cô nàng đang định bước đi, Messi đã gọi lại như thể: "Có anh ở đây, em không phải đi đâu hết." Antonella thừa nhận cô chưa bao giờ thích đá bóng, nhưng vẫn hết sức ủng hộ sự nghiệp của Messi. Cô thường xuyên cổ vũ chồng trong các trận đấu bóng và luôn có mặt trong mỗi thành công của Messi. Khi lần đầu tiên giành chức vô địch World Cup cùng với Argentina, người đầu tiên mà Messi nhớ đến chính là Antonella. Anh tiến lại ôm hôn người phụ nữ mình yêu. Đưa cả gia đình vào sân vận động để chung vui, thậm chí là còn tự tay chụp ảnh cho gia đình bên chiếc cúp vàng danh giá. Nước mắt của Antonella đã rơi trong thời khắc đó. Hơn ai hết, cô hiểu được những áp lực mà Messi đã trải qua khi đã rất nhiều lần lỡ hẹn với vinh quang cùng Argentina. Cô từng ở trên khán đài và bật khóc khi liên tục nghe những tiếng lăng mạ từ người hâm mộ với chồng mình. Và trong giờ phút vinh quang ấy, Antonella lại một lần nữa rơi nước mắt, nhưng là trong niềm hạnh phúc vô bờ. Mối tình đẹp Lionel Messi và Antonella Roccuzzo xứng đáng là một chuyện tình cổ tích trong thế giới bóng đá. Từ một cậu nhóc 9 tuổi còi xương, chỉ dám viết thư tay để thổ lộ với cô nàng xinh đẹp, cả hai đã đi một hành trình rất dài và cũng rất ly kỳ để đến được với nhau. Rõ ràng tình yêu của Lionel Messi và Antonella Roccuzzo là định mệnh. Họ sinh ra là để dành cho nhau. Một mối tình đẹp, một gia đình xứng đáng nhận được sự ngưỡng mộ trên toàn thế giới. Hãy nhớ bấm like, subscribe kênh và click vào thông báo để theo dõi các video mới nhất của bên mình nhé.